Cấp độ số 2 đấy là cấp độ cũng ở một mình, cô đơn, nhưng không hề ghét cái nửa còn lại, không hề ghét đàn ông hay là không hề ghét phụ nữ. Đấy, mà rất mong muốn, khao khát, rất là thích mở lòng ra, luôn luôn sẵn sàng để đón nhận những mối quan hệ mới. Đấy, anh Cường có lẽ ở ở giai đoạn này, ở trạng thái này. Đó. Tức là mình đang cô đơn. Mình đang cô đơn một mình. Tức là mình không không có vợ, không có chồng, cũng không có người yêu, nhưng mà mình khát khao, mình mong muốn có cái điều đó. Tức là mình mong muốn có người yêu, mình mong muốn có vợ, mong muốn có chồng, thì mình ở trạng thái số 2. Mình không ghét tất cả những người đàn ông, và mình cũng không nói rằng là tôi không sẵn sàng trong một mối quan hệ mới, hoặc là tôi thấy không cần thiết, hoặc tôi thấy thế này thế kia. Nói những cái câu mà cảm thấy gọi là lý do để bao biện thì mình không không có lý do đấy nữa. Mình nói rằng tôi muốn có một mối quan hệ, tôi muốn có một người bầu bạn, tôi muốn có vợ, tôi muốn có chồng. Thì đây là ở trạng số trạng thái số 2.